Chương trình dinh dưỡng cho trẻ em của HOTE được thiết kế để chuẩn hóa các quy tắc sàng lọc tăng trưởng để đảm bảo sự phát triển tối đa của trẻ. Một phần quan trọng của quá trình này là chỉ số nhân trắc học, đề cập đến cách chúng ta đo cho trẻ và bao gồm chỉ số đo chu vi vòng đầu và chiều cao. Đoạn video này sẽ mô phỏng quy trình thích hợp để đo chỉ số chiều cao hoặc chiều dài của trẻ. Việc kiểm tra định kỳ về sự tăng trưởng của trẻ rất quan trọng trong việc hướng dẫn đánh giá tình trạng của trẻ về sức khỏe, sự phát triển, tình trạng dinh dưỡng. Việc lấy số đo chiều dài hoặc chiều cao sẽ hỗ trợ việc đánh giá sự phát triển của trẻ. Chiều dài hoặc chiều cao là những số đo cơ bản để theo dõi sự phát triển và phát hiện nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ. Đồ dùng để đo chiều cao hoặc chiều dài của trẻ sẽ cần dụng cụ đo chiều dài hoặc đo chiều cao thích hợp, bút và một biểu đồ tăng trưởng thích hợp. Đối với những trẻ dưới 2 tuổi, chúng ta đo chiều dài của cơ thể khi bé được nằm xuống, vì trẻ thường có thể đứng khi bé được 2 tuổi. Chúng ta sẽ bắt đầu dùng thuật ngữ chiều cao. Tuy nhiên, cả hai từ đều được dùng để xác định chỉ số tăng trưởng của trẻ. Bạn sẽ cần một bàn đo chiều dài chuyên dụng dành cho trẻ dưới 2 tuổi. Bàn đo chiều dài có thể được dùng để đo những trẻ trên 2 tuổi nhưng có chiều cao dưới 130mm. Đối với những trẻ cao hơn và có thể tự đứng, bạn có thể dùng thước đo chiều cao treo tường. Người thực hiện đo cho trẻ trước tiên phải rửa tay sạch sẽ. Điều quan trọng là phải sát trùng tất cả đồ dùng đo trước khi sàng lọc cho trẻ, giữa mỗi lần sàng lọc và sau khi kết thúc tất cả việc sàng lọc trong ngày. Hãy chú ý khử trùng tất cả đồ dùng trước khi đo, giữa mỗi lần đo và sau khi hoàn tất một buổi lấy số đo. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng một người được giao nhiệm vụ trợ giúp và người còn lại được giao nhiệm vụ phụ trách. Việc đo chiều cao và chiều dài nên được thực hiện nhanh chóng nhưng chính xác. Chỉ số đo chiều dài được dùng cho những trẻ dưới 2 tuổi, kể cả khi trẻ có thể đứng được. Người trợ giúp sẽ đứng ở phía đầu của trẻ, giữ đầu trẻ vuông góc với phần đầu của thiết bị đo. Trong quá trình người phụ trách lấy số đo, người trợ giúp nên nói chuyện và dỗ dành trẻ. Người phụ trách sẽ đứng ở phía chân của trẻ, trong khi giữ chân bé thẳng, trượt thanh đo thẳng về phía bàn chân của trẻ. Hãy chắc chắn rằng bàn chân của trẻ đang thẳng, để mắt ngang tầm với bàn đo và đọc nhanh chỉ số đo chiều dài của trẻ. Nhanh chóng ghi lại số đo tới số thập phân gần nhất trong khi người trợ giúp đang chăm sóc trẻ. Lưu ý, đối với trẻ dưới 2 tuổi, bạn sẽ đo chỉ số chiều dài. Trước khi đo, cởi giày và đồ phụ kiện trên tóc của trẻ. Đảm bảo rằng dụng cụ cân đo được đặt trên bề mặt phẳng. Người phụ trách sẽ giữ cho chân bé thẳng với thanh trượt của bảng đo. Hãy chắc chắn rằng gót chân, bắp chân và mông trẻ thẳng trên bàn đo. Người phụ trách cần đảm bảo rằng trẻ đang nằm ngửa mặt và cầm hơi đưa vào. Lập tức đọc số đo và ghi lại chiều cao của trẻ tới số thập phân gần nhất trong khi người trợ giúp mang giày lại cho trẻ. Những trẻ trên 2 tuổi cần được đo chỉ số về chiều cao. Để lấy số đo cho trẻ, dùng thước đo chiều cao treo tường hoặc những công cụ đo đạt chuẩn khác. Một chiếc thước dây sẽ không phù hợp để dùng. Người trợ giúp cần kiểm tra để bàn chân, hai chân, mông và lưng trẻ hoàn toàn song song với mặt phẳng của bức tường hoặc bảng đo và trẻ đang đứng yên. Người phụ trách đảm bảo rằng cằm của trẻ hơi đưa vào, mắt nhìn thẳng và tất cả phụ tiện trên tóc của trẻ được cởi bỏ. Điều chỉnh thanh đo, chạm đầu trẻ và đọc số đo khi mắt được để ngang tầm với thanh đo. Đọc to chỉ số đo và nhanh chóng ghi lại số đo tới số thập phân gần nhất trong lúc người trợ giúp đang chăm cho trẻ. Lưu ý, đối với trẻ trên 2 tuổi, có thể tự đứng được
bạn sẽ đo chỉ số chiều cao. Trước khi đo, cởi giày và đồ phụ kiện trên tóc của trẻ. Đảm bảo rằng dụng cụ cân đo được đặt trên bề mặt phẳng. Người trợ giúp sẽ giữ cho bàn chân trẻ được thẳng. Hãy đảm bảo rằng đầu, bắp chân và mông của trẻ song song với mặt phẳng của bức tường hoặc bảng đo. Người phụ trách cần đảm bảo đầu trẻ nhìn thẳng về phía trước và cầm hơi đưa vào. Hãy chắc chắn rằng trẻ đứng thẳng vai, hai tay để ở hai bên và hai vai của trẻ dựa sát vào tường hoặc bảng đo. Kéo thanh đo xuống và chạm nhẹ, nhưng chắc chắn ở trên đầu trẻ. Đặt tầm mắt của bạn ngang tầm với thanh đo, đọc nhanh và ghi lại chỉ số chiều cao của trẻ. Hãy đảm bảo rằng bạn đang lấy đúng số đo. Lập tức đọc số đo và ghi lại chiều cao của trẻ tới số thập phân gần nhất trong khi người trợ giúp mang giày lại cho trẻ. Một chỉ số đo không thể phản ánh mức độ tăng trưởng. Để có thể thiết lập biểu đồ xu hướng phát triển của trẻ, cần phải đo cho trẻ thường xuyên và đánh dấu trên một biểu đồ tăng trưởng. Số đo cần được ghi lại ngay lập tức trên hệ thống sàng lọc dinh dưỡng. Mẫu hệ thống sàng lọc dinh dưỡng cần được hoàn thành cùng ngày với ngày lấy chỉ số của trẻ. Để có thể hoàn thành triển khai hệ thống sàng lọc dinh dưỡng, biểu đồ tăng trưởng cần được đánh dấu và giải nghĩa. Chỉ số đo cần phải được ghi vào hồ sơ của trẻ trong cơ sở dữ liệu hệ thống sàng lọc dinh dưỡng và phải ghi rõ ngày, giờ, tên người thực hiện lấy số đo. Và đánh dấu trên biểu đồ chiều dài theo độ tuổi, chiều cao theo độ tuổi, cân nặng theo chiều dài, cân nặng theo chiều cao hoặc biểu đồ tăng trưởng BMI. Chỉ số chiều dài hoặc chiều cao của trẻ được sử dụng cho 5 loại biểu đồ tăng trưởng, tùy thuộc vào số tuổi của trẻ, một hay một vài biểu đồ có thể được sử dụng. Chiều dài, chiều cao theo độ tuổi biểu thị chỉ số tương ứng với độ tuổi phát triển. Cân nặng theo chiều dài, chiều cao được dùng để xác định nếu trẻ có cân nặng thấp hơn số cân lý tưởng ứng với chiều cao, cân nặng bình thường hay thừa cân. Điều này có thể bị ảnh hưởng nếu trẻ có chiều cao thấp hơn chiều cao trung bình ở của độ tuổi. BMI, chỉ số khối của cơ thể, liên quan trực tiếp tới lượng mỡ thừa trong cơ thể mỗi người. Mỗi trẻ nên có độ biểu đồ tăng trưởng riêng để giám sát toàn bộ quá trình phát triển. Bộ biểu đồ được dùng để xác định tình trạng sức khỏe tổng quát của trẻ. Xem video hướng dẫn về biểu đồ tăng trưởng để biết thêm về cách đánh dấu và giải nghĩa đúng đắn. Bạn cũng có thể xem lại sổ tay hướng dẫn về dinh dưỡng trẻ em hoặc tiêu chuẩn hướng dẫn về dinh dưỡng trẻ em. Theo dõi sự phát triển của trẻ thường xuyên và chính xác là một trong những phương pháp phòng ngừa tối ưu để chống nguy cơ suy dinh dưỡng ở những năm đầu đời của trẻ. Đây chỉ là một trong 5 chỉ số quan trọng để xác định sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Xin hãy xem lại những video hướng dẫn về dinh dưỡng trẻ em khác của Hope.